À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là trò của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Sparta để chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình đã dùng cái chính sách miệng hô chiến tranh để bắt cái thằng Seleucid nó thành đệ của mình rồi. Và bây giờ thì mình cũng áp dụng cái chính sách đấy với cái thằng Phigamon này, nhưng mà thằng này có vẻ nó bướng hơn. Nó bướng thì mình sẽ đập nó luôn theo kiểu của nó bướng. Bây giờ thì các quân đoàn này của mình đóng đây. Ở tập trước thì mình đã cử thêm vài quân đoàn đã lên đây rồi, chuẩn bị cho cuộc chiến đây. Còn ở khu vực này thì vẫn đang phải duy trì mấy cái quân đoàn đây để đề phòng. Tại sao phải đề phòng? Bởi vì là chuyên mua vội kéo hết tiền. Bởi vì là cái khu vực châu Phi nó đang có một chút bất ổn. Này lên giáp vàng rồi thì mua lại để nó được giáp vàng tất. Đây, mình thấy có vẻ như cái thằng này với cái thằng này đệ của mình nó đang có vẻ sắp đánh nhau không nào. Thế là mình sẽ duy trì một quân đoàn và hai quân đoàn và một hạm đội ở đấy. Đề phòng những trường hợp mà xảy ra chiến tranh thì mình sẵn sàng có lực lượng để có thể tiếp viện cận ngay. Còn đối với các cái quân binh chủng này thì đủ rồi. Lực lượng hoàn toàn đầy đủ. Đấy. Rồi, có lẽ không có cái việc gì đâu nên mình sẽ qua cái lượt này đã. Tình hình chính trị nói chung tạm chưa vấn đề gì. Nói chung khi mình đã có hai cái mỏ sắt rồi thì mình cũng đã thể nâng cấp được kiếm lính lên đến kiếm vàng và giáp vàng rồi. Thằng này chiến tranh à? Thì chiến tranh tí xem nào. Hình như là mấy thằng ở phương Bắc. Mấy thằng phương Bắc cũng thích đánh nhau à? Ready for orders. Commander. Besieging settlement. Rồi chúng ta sẽ cử hai quân đoàn lên đây. Ở đây có 3 quân đoàn tất cả, cộng với một quân đoàn ở đang ở đóng ở khu vực tiểu hóa bắt đầu tiến sang thì chúng ta có tất cả 4 quân đoàn tấn công khu vực này. Như vậy thì với lực lượng tấn công khủng khiếp như thế này thì đối phương... cái vùng này mình sẽ không chiếm đâu, mình sẽ cướp để... sau này cho thằng Seleucid nó kiểm soát cái vùng này. Mình sẽ... cho nó kiểm soát cái vùng này để sau này... xây cái nhà lính đầy 4 lên để nó có thể tuyển được đội voi của nó. Đấy, up mấy cái thuyền này lên giáp đấy. Tiện đứng đây thì đứng vào đây luôn. Chả mấy khi chụp ảnh selfie luôn. Trận này thì nó không có quân đồn trú, chủ yếu mình luyện cấp cho 3 cái thuyền. Quá easy đúng không ạ? 3 hạm đội tấn công thì không à. Tương tự như vậy, vùng này mình cũng chiếm và mình cũng cướp để nó nổi loạn lên đã. Nó nổi loạn lên. Hạm đội thì chúng ta tăng lên nhanh nhanh. Rồi, chả tốn tí quân nào cả. Rồi. Sửa cái nhà lính này cho lên đời 4 để xem nó có cái quân gì mạnh hơn không. Rồi, tiếp tục tấn công ra đây. Quân cán của bọn này đi đâu hết nhỉ? Những cái thành nó chả có quân này thì mình giải quyết nhanh thôi. Tất nhiên mình vùng này thì nó nằm sâu trong nội địa mình chiếm. Mình cũng muốn có một cái sự... quân đoàn mới có lên cấp 2. Tướng cấp 3, quân đoàn cấp 2. Nhà lính à? Vùng này thì mình không cần nhà lính. Xem thanh niên này có tuyển được thêm quân nào nữa không? Ra được con ngựa này. Có lẽ mình sẽ hợp nhất một cái quân đoàn này vào đó.
Để mình lập thêm quân đoàn nữa. Hai hạm đội để tiến tới nơi rồi. Tế của mình chiếm thêm đất, chúng ta có thêm tiền đâu mà còn mất tiền thêm mà. Nên là mình cũng chả có ý định tiến chiếm thêm nhiều làm gì, bởi vì chúng ta chiếm thêm đất bây giờ chúng ta sẽ bị tham nhũng nặng hơn nhiều. Rồi, ok, qua lượt phát đã. Ba cái hạm đội vừa tấn công kiểu gì nó sẽ được cộng 4 điểm trung thành do trắng trận. Chúng ta sẽ có thêm điểm trung thành với các phe phái. Đồng minh quân sự freely given and gratefully accepted. Mình chưa sẵn sàng đồng minh đồng khói mấy thằng này. Kệ, cứ để mức độ ngoại giao đa phương. We have phát triển hai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Không. Rồi. Nói chung thì các công trình mình nâng cấp gần hết rồi, nó cũng chả có gì nhiều. Đây à? Các công trình mình cũng nâng gần hết rồi. Vùng này cái trời nó nổi loạn đây là vừa. Cho thằng Seleucid nó chiếm lại. Ba quân đoàn hướng này kìa. Hơi nhiều. Nó có một hạm đội ở đây à? À, không chạy đi còn đứng ở đây. Thằng này chết luôn. Toàn quân củi. Nó gần như không có quân đâu. Trận nó easy, mình không muốn đánh mất thời gian. Mình sẽ tấn công cái đảo này, bắt này là để luôn. Chúng ta có nâng cấp đế chế của chúng ta lên đến một cấp nữa rồi. Và bây giờ là lớp thứ một cấp nữa, nhưng mà có thể tăng được số lượng quân đoàn và hạm đội lên một. Tính nha. Rồi, lượt sau mình sẽ tấn công vào cái cảng biển này. Chắc chắn trung thành của các phe nó tăng. Thắng trận được 2 điểm. Thắng trận được 6 điểm. Điểm ảnh hưởng đang ở mức 52%, một mức có thể nói là chấp nhận được. Rồi rồi. Chắc phải mất ít lượt nữa nhỉ mới hồi được quân. À, chúng ta có thêm được một cái hỗ trợ là thêm một vùng nữa. Đây. Xem là đúng không? Nếu không nhầm là cả 4 cái vùng phía trên này. À, vùng Italia. Chia cho mỗi thằng 2 vùng. Thằng Ai Cập đang có một vùng à? Bỏ đi. Cho nguyên mấy cái hỗ trợ về chia. Hỗ trợ cái này này. Đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5 vùng. Cho hỗ trợ tất mấy cái này. Để tăng cái trung thành của các phe lên nữa. Về sau là sẽ tăng đáng kể.
giải quyết nhanh cái thằng này phát. Surely, my noble friend, đồng minh quân sự. You can see the wisdom in giving a small subsidy to Rome's coffers. Thằng Rome lại còn đồng đề nghị làm đồng minh quân sự của mình nữa cơ. Nếu mình đồng minh quân sự với thằng Rome thì mình sẽ gây chiến tất cả bọn dợ. Magnificence and greatness always come at a price. Hòa bình như lại đòi tiền anh nhá. Thật là ảo tưởng sức mạnh. Gold freely given. Bình tĩnh đi, đừng có đòi tiền tớ. Lại thêm một thằng nữa. Một thằng nữa muốn đồng minh đồng khói với mình. Ô, bọn này kỳ thật. Kỳ cục thật. It is an honor to your orders. We hunger for battle. Không có gì là không có gì. Cho nó mấy thằng cung thủ đi. Hard on the oars, you men. The ship cannot go there. Về đây mua tiếp quân, thành lập tiếp một quân đoàn nữa. Và này lên đây để mua bọn ngựa. Mua một champion nữa. Đây. Mua một champion. Thêm một thằng chính trị gia nữa. À đây rồi. Chúng ta nâng cấp công nghệ này lên nữa là chúng ta sẽ có kiếm vàng, giáp vàng. Đây. Tăng điểm trung thành ngay cái gì đâu mà. À, đang được cái hỗ trợ này. Dùng tiền để mua chuộc lòng trung thành. Một cách khá đơn giản đúng không ạ? Đỡ phải bổ nhiệm nhiều, tốn kém. Mình sẽ để lượt sau cho cái đội voi của mình nó hồi phục hoàn toàn. Mình sẽ tấn công vào đây. Sau vùng này nó loạn rồi đó, mượn 5 lượt nữa cơ mà. Cứ từ từ. Thằng này đâu chưa ra đây. Chả mấy khi được cơ hội luyện cấp nhỉ. Còn một quân đoàn nữa đâu mà. Chả mấy khi có cơ hội để luyện cấp. Bác có mấy cái thằng quân cùi này mà dọa được anh nhá. Hay quá. Commander. Ây da ơi, đoàn cấp 5. Ready for battle. Ra đây. Besieging settlement. We cannot pass here. Trời. Lực lượng của mình đông vãi chưởng này, làm sao nó kịp kiểm soát được? Trở tay làm sao kịp được? Ai? Tại sao mình cho cái hạm đội lên đây? Bởi vì nó không đơn thuần chỉ là mình cho quân đi chơi đâu. Sau khi tấn công xong cái khu vực này, mình sẽ hỏi thăm đến thằng này. Nên là mình cho cái hạm đội này lên đây chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Đấy. Chuẩn bị cho cuộc chiến ở đây nữa. Hai mươi điểm trung thành mà chưa có em này. Có em này vào nữa thì tăng trung thành lên phải biết đúng không? Thằng kia đang hết lương thực à? Oh man,
Sao lại đánh nhau với thằng Khút này? We humbly cho cấp triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau á? No. À tốt rồi, chúng mày bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau thì mày chết luôn. Anh đỡ mất điểm ngoại giao. Cộng 5 trung thành. Hay quá. Cộng trung thành là tốt rồi. 18.000 à? Kinh tế của mình đang tăng trưởng khá nhỉ? Đây, cho em này vào trung thành tăng nữa. 28, 39, đúng rồi. Trung thành thế thì lo gì? Mình sẽ cho cái hạm đội này đóng ở Alexandria để phòng bọn kia bắt đầu đánh nhau rồi. Ở đây thì có quân rồi, không sợ. Ở đây có một quân đoàn, hai quân đoàn rồi. Và có một cái hạm đội đóng ở vùng Sandradia này nữa. Bất kể khi nào mình có thể triển khai quân ngay. Thằng này vừa bị tuyên chiến với thằng Khút à? Khút là một chiến tranh. Tình hình rất là gay. Giải quyết nhanh nhá. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Quân đoàn này được nhiệm vụ tấn công vào đây. Đi được rừng không kiểu chạy trong đất nữa. Rồi. Con này là hồi đầy quân chưa? Rồi ok. Vượt biển cho anh. Lượt sau sẽ có một cuộc chiến ở đây. Và chắc chắn là sẽ rất vất vả. Ready for orders. Oh, sắp hồi đầy quân à? Ba mươi điểm trung thành. Xem nào, các công trình xây dựng của mình. Nói chung thì bây giờ là xây cái nhà lính đi đã. Mọi việc ổn rồi. Trận đánh căng nhất là chuẩn bị trên cái đảo à. Đảo nhá. Đấy là trận đánh căng nhất. Sẽ thành lập thêm vài quân đoàn nữa. Tất nhiên mấy quân đoàn đấy thì chắc mình sẽ duy trì ở phương Bắc, và có thể là mình sẽ gây sự với cuộc chiến ở phương Bắc. My people can only dream. Bởi vì là mua quân để làm gì? Cũng phải để đánh nhau chứ. Không đánh nhau thì mua quân để làm gì? Rồi. My people can only dream. Đừng 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 đồng minh đồng khói bây giờ này đánh nhau to. Chiến tranh với Rome, bọn đấy nó chỉ có lãnh thổ với nhau đâu mà. Bắt đầu chiến tranh với nhau. Búp này lên đó, tốn tí tiền nhưng mà nó trâu hơn. Rồi. Tốn tí tiền nhưng mà trâu hơn.
Đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Mình không nhầm thì thằng này nó không có đồng minh với ai cả. À, đồng minh với cái thằng mà mình đang quyết chiến kia kìa. Trận này đánh vào thành của nó thì rất là đơn giản thôi, bởi vì là nó không có quân ở trong thành nhiều lắm. Nhưng trận này thì mình lại thích đánh kiểu này hơn, mình muốn thích phiêu lưu hơn chút. Đây, đánh như này là mình sẽ... Ây da ơi, 0% à? Nó đánh quân thế, nó đến 3 quân đoàn. Rất nhiều kỵ binh, thực ra nó đông cái số lượng quân nó không thể hiện nhiều, nhưng mà cái chính là nó rất nhiều kỵ binh các bạn ạ. Nhiều kỵ binh mà đội hình của chúng mình như thế này hơi khó chơi rồi. Có thể mình sẽ lùi sâu một xíu lại về phía sau để giáp cái vùng nào đấy nó an toàn một xíu rồi. Tiếng cao quá có khi mình gặp nguy hiểm. Thời tiết tốt đấy, nhưng mà phía này thì nó lại khuất tầm nhìn. Mất được cái lọi, mất cái chai. Đỉnh đồi nó nằm ở đây. Chả có cách nào khác, mình vẫn phải cho quân đứng ở đây. Lực lượng phòng vệ đứng xa một chút. Rất là khó cho kỵ binh của mình trận này. Voi cũng vậy. Trận này thì cái khó chính nằm ở chỗ chúng nó khá nhiều tầm xa, lại cũng lại khá nhiều kỵ binh. Mình thì mình không ưa bọn kỵ binh của nó chút nào luôn. Enemy reinforcements approaching. Tiếp viện của nó vào từ đằng sau. Ngựa của nó thì mình không sợ lắm, nhưng mà nó đông quá. Mà mình như thế thì mình sẽ không thể cho các đơn vị kỵ binh của mình cơ động được. Thì còn phải lo chống đỡ và bảo vệ. Đám tiếp viện đằng sau đông chưa? Ngoài tấn công ở đây. Chết khá khá. Đạn pháo nó bắn. Nhảy quá đầu, không chết thằng nào. Nhỏ thế. Nó mà lăn lăn nó phải chết được mấy thằng. Có 3 đợt tấn công tất cả, đây là đợt đầu tiên.
Kha Khá chết quân Kha Hán. Nó lắm tầm xa quá. Bộ binh của mình thì chịu tầm xa hay kém. Rất tiếc là không có Testudo ở đây để bảo vệ theo kiểu liên hợp. Bù lại thì quân đoàn này của chúng ta lại búp rất mạnh với quân thủ đấy. Cộng 55 đam cơ mà, 54 đam. Bắn đây. Nói bảo voi nó sợ sợ tên thì không đúng. Chính xác phải là nó sợ lửa. Chúng nó đông như kiến này. Chúng nó đông như kiến. Con thủ bên này trước thì không kẻo chết mất cái này. Công cánh bên này đã, bên kia thì nó vẫn chịu được. Ba lăng. Ôi ồ, hai đằng sau của mình bị quay chặt kinh. Bọn ngựa này cứ để voi. What the hell? Mày áp sát cho anh nhờ cái. Chơi trò tự nhân thế. Mày chết bẩn quá. Trời ơi, may quá có được một đội ngựa thoát được ra. Our units has used all its ammunition. Tarantino cho anh. Voi của mình thì chỉ sợ lính đánh xa thôi. Còn mấy con ngựa này thì mỗi. Bên nào? Hết rồi, nó hết tên rồi. Kia. Để nó tấn công pháo này. The men are wavering. Pháo gì mà chạy nhanh thế? Bình tĩnh, đừng chạy vội. Rồi. Rồi, bọn đằng sau này bảo vệ là được. The enemy general is dead. Có mấy con ngựa củi mà nó hớm ghê nhỉ. Rồi ra đây em ơi. Bình tĩnh. Nó còn một đơn vị mấy. Còn đây là đội thứ hai. Đợt thứ hai. Nó còn một đợt nữa. Bọn này nó cũng lén được phi lưu mình đau đầu. Cố lên anh em.
Bình tĩnh đi. Không phải xoắn cho nó. Nhanh ra hướng này, bảo vệ cánh này thôi. Thương rất nặng rồi. Thế nào ấy, giết được con ngựa nó chưa? Rồi. Rất tốt, qua rồi. Đội kỵ binh rồi. Trời ơi, trận chiến căng như dây đạn. Khỉ thật, bọn này cứ vòng xoa mắt lúc phá mình. Nó quá nhiều kỵ binh. Đây rồi. One of our units has used all its ammunition. Missile infantry at your command. Ăn được. Bộ này chắc ăn được. Ôi, toàn lính đánh xa thôi. Được đấy. Nó vẫn còn nhiều kỵ binh quá. One of our units has used all its ammunition. Sửa xe con đá này. Đến đây cho anh. One of our units has used all its ammunition. Đi đây. Step launcher. Quái nhỉ, ngựa nó nhiều thế. Mấy con ngựa này đòi đánh nhau. Binh. Đòi đánh nhau với quý tộc Italia. Bị nhà. Nếu các bạn để ý thì nếu như trong cách chơi của mình ấy, chỉ nếu mà mình mà để mất hết đơn vị kỵ binh thì mình chắc chắn mình thua luôn. Các bạn có thể thấy một điều rất đơn giản như vậy. Còn tuổi gì mà đòi đánh cận chiến như kỵ binh của mình. Đây đây. To lắm. Ôi, bọn tầm xa nó đông thế. Nhanh chết bọn ngựa này mất. Mày nó quay ác thế nhỉ? Đây rồi. Phải có bổ sung thêm mấy thằng cận chiến lên đây mới ăn được. Thế quái nào đây? The enemy general is dead. À, đúng chết rồi. Ôi, đội ngựa ở đâu ấy? Xuống đây. Mấy con ngựa này của nó láo ghê nhỉ? Còn 8 con. Chạy nhanh. Đây rồi. Xong. Swift melee cavalry. Không phải xoắn. Mấy thằng tầm xa đó. Voi rồi. Vòng đây, thử mấy con ngựa để nó cho anh. Ô, bọn bộ binh của nó lì thế, đánh mãi cũng chết này. One of our units has used all its ammunition. Voi lì quá nhỉ? À, bộ binh của nó lì quá. Đánh chết cho nó ra. Không cần. Voi được, thử được rồi. Thế này là cái quái nào? Yes, commander. Quay chúng nó lại nhanh. Ôi ôi, sao đông thế? Đi hết cả đội kỵ binh của mình rồi cả. Ôi ôi, nó làm quẩy đá quá. Chạy được không? Nhưng chết đến con ngựa cuối cùng rồi. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Rồi về. Coi con ngựa này nguy hiểm lắm, mất đấy. Con
xa. Nó còn nhiều đơn vị tầm xa quá, mà mình thì lại tầm xa lại không đủ. Một cái voi của mình nó còn chất. Chuẩn bị phải rút voi về rồi, bởi vì là mấy thằng tầm xa đang đến rồi. Ôi, các bọn này nó không biết sợ à? Đánh không biết chạy gì cả này. Rồi, voi rồi. Đạp bọn này cho anh. Ôi, nó lém lao kìa. Không thủ rồi, bắn bọn này cho anh. Không để cho nó tấn công con. Rồi, chúng nó mất tinh thần rồi. Đâu rồi, bộ binh cận chiến rồi, xông lên. Mất tinh thần rồi. Kết thúc trận chưa? Ai già. Cái đội ngựa của mình kia chết đến người cuối cùng luôn. Phải nói là tinh thần của bọn quý tộc Italia này chất thật. Lại mất công anh phải đi mua lại đội ngựa này rồi. Mà ngựa này có phải dễ kiếm đâu. Mãi mới được một đội. Thế nó mới hay. Rồi. Mất hai đội ngựa cả. Nãy cũng báo còn mà. Rồi, nó hết quân rồi. Cho thuyền đánh. Thuyền đánh chủ công. Hạm đội lên cấp này. Cứu quân lên cấp. Wow. Trận này kinh quá. Được cái là đánh trận như này nó sướng thật đấy. Hơi vất vả tí nhưng mà sướng. Trận nào cũng easy quá anh em. Kêu nhạt một con. Cố tuyển thêm con ngựa nữa nha. Để anh quay về anh còn có ngựa để mà cưỡi. Đây, thêm một quân đoàn nữa. Thêm một quân đoàn nữa. Xoay bắn đá thì không quan trọng. À, chúng ta đã giải quyết được cái đảo này rồi. Thì bây giờ thằng này nó trở thành đệ của mình rồi thì sao nào? We are not known as patient people. Mọi việc êm xuôi ngay. Therefore, welcome. I can agree to this, although I do think. Có 1000 đáng bao nhiêu? Greetings. Well, do not step. Mặt vàng à? À tốt. Nhưng mà sao thằng này với thằng này lại không ưa nhau? Greetings. We are civilized folk. So you may speak. Now we can drink and give. Thằng này. Thôi được, cứ để từ từ xem tình hình chúng nó đánh đấm kiểu gì. Cho cái hạm đội này rút về đây ngủ. Rồi. Ui ôi, một trận đánh phải nói là vất vả. Nhưng mà nó vui, quánh nó phải 3 trận 1 mà quân tỷ lệ của chúng ta là 0% nữa. Không có quân đồn trú à, mày chết. Nó lắm nhà lính thế. Vùng này nó có hỗ trợ lính đâu, nó cần nhiều nhà lính này. Bây giờ thì chưa được, lượt sau mới tấn công được. Được, đủ tầm bắn tới.
đổ tầm bắn tới. Từ đã xem thằng này nó chiến tranh với ai. Không dễ để mà đánh nhau với thằng đấy đâu. Mà điểm trung thành các phe rồi. Úi dồi ôi, tăng ở Mỹ luôn. Do là đánh trận nhiều, thắng trận nhiều. Xem nào. À. Ba. Rồi ok. Tí nữa cho lốt cái vùng này. Vẫn là 5 cái vùng phía bên trên đấy đúng không? Tiến quân của quá nhanh, quân địch không kịp phản ứng. Lượt tiếp theo mình sẽ tấn công vào thành này. Quân đoàn này sẽ tấn công vào đây. Hạm đội này sẽ tấn công vào đây. Mà quân đoàn này thì cũng có thể bắt luôn thằng này làm đệ nữa này. Đấy. Nếu như vậy là thực lượng của mình đang cực kỳ là đông đảo. Chứ bao giờ lực lượng của chúng ta lại đông đến thế. Cái quân đoàn kia về mua quân, sau đó thì mình sẽ rút luôn lên phía Bắc để có thành lập hai quân đoàn ở phương Bắc. Ở khu vực này hiện tại mình đang duy trì đến 3 quân đoàn là đủ rồi. Lực lượng như vậy là... Lực lượng như vậy là ok. Mình muốn kiểm soát cái vùng Tiểu Á này. Khỉ gió trừ 10 trung thành. Không sao, trung thành vẫn cao vút chỉ, không sợ. Xem tình hình nào. Mỗi một lượt thì các bạn nên đảo qua cái phần vấn đề xây dựng một chút này. Xem có cái thành trì nào nó đang xây dở hay là nó... Đấy, nó đang có cái gì không thì chúng ta sẽ nâng cấp và sửa chữa gì đấy. Hoặc là nâng cấp hoặc là sửa chữa. Còn nếu không thì thôi, về căn bản thì không có gì nữa rồi. Xe nào tuyển được con ngựa nữa không? Hai con ngựa thì tốt. Ôi vẫn chưa được. Trên này có một quân đoàn rồi đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị có một lực lượng đóng ở đây. Đóng ở đây nữa. Đề phòng chiến tranh chứ. Chiến tranh là bất kể lúc nào, chúng ta không thể biết trước được. Thằng này thì nó đang là đệ của mình này. Không sợ lắm. Tuyển mấy con ngựa ý quý tộc Italia này khó lắm các bạn ạ. Nó có 5 may rủi thế nào, 50-50. Mà trả được 50-50 đâu. Có khi 10% cơ hội bắt được. Hầu như vậy. Welcome. The day is already old and there is much to do. So if you have words, speak them. Gods of Olymp. For the sake of friendship that has been and friendship to come. I accept. We have an agreement and I'm sure I will listen carefully to your words and then give judgment. So, greetings and now business. Dù sao thì mình cũng không cần hòa chiến tranh với nó nữa. Rồi. Đúng rồi. Mình bỏ chiến tranh phát, bọn này là thân lại ngay. Dù sao thì mình cũng đâu cần đánh nhau với nó nữa đâu. Rồi, mọi thứ có vẻ bắt đầu thuận lợi hơn rồi đấy.
speak, my friend, and burden yourself of diplomacy. Chúng ta phải duy trì một cái điểm we have good reason to accept such terms. Chút, my people will give thanks. Mấy thằng này thì không quan trọng này. Mấy thằng này thích thì đập luôn. Rồi. Bây giờ muốn đánh thằng này thì chắc mình phải qua một cái thằng là thằng đệ mình rồi. Speak, and this humble servant of great Pharaoh will listen. If I can, I will agree to your proposal. Bởi vì nếu bây giờ mình tuyên chiến với nó là mình sẽ bị bọn kia hội đồng đánh lại ngay. Đây. For we can do nothing else. Mày. Được một trận công thành. Phải thế chứ. Phải tuyển quân rồi thì phải đi đánh nhau chứ cứ rú ở nhà chán. Các bạn thấy cái đội kỵ binh của quý tộc Tây Ban Nha Italia nó đánh kinh không? Nó đánh đến con ngựa cuối cùng luôn. Mà cái quân đoàn đấy là quân đoàn mới thành lập đấy các bạn nhé, không phải quân đoàn thành lập sau rồi đâu. Đây, tiến vào từ cổng này đi. Nó chỉ có một lối vào. Nhanh hơn. Tiến vào từ mấy cổng kia nó lại nhiều lối vào quá. Bên này nó có hai lối vào. Đây và đây. Mình lại khó chơi. Tiến vào hướng này đây. Sợi. Đội cung này đam không ăn thua các bạn thấy không? 46. Tầm bắn có 155. Không mạnh được như cái đội đội mà lúc nãy phòng thủ. Đội đấy thì chất nhất luôn. Bởi vì cái đội đấy nó được nó có cái đơn vị có cái thằng spy nó trong đội hình. Nó mình cộng nó vào cái nhánh mà hỗ trợ cho lính tầm xa. Nên là đam nó rất to và tầm bắn rất cao. Rồi bắt đầu trận chiến luôn. Lên nào. Đứng ở đây thì chúng nó hết khóc ra tiếng phổ thông luôn. Sao chúng nó đâu nhỉ? Chả thấy chúng nó đâu. Lúc hết trong nhà. Kia rồi. Tấn công vào tầm xa rồi. Ôi, nó tấn công nhanh thế. Mà vẫn phải thế thôi, phải áp sát ngay không thì what? Phá mình vừa lã quân mình à? Bật ba lăng lên. Dù pháo của mình vừa bóp tim. Lên tới đây chưa? Hop lít tê. Một ba lăng. Pháo mình rồi. Bắn vào đằng sau này đi. Đằng trước này thì cứ để mấy thằng cung giải quyết được rồi. Để cho mấy thằng này. Đánh nhau với anh à? Úi dồi. Kinh quá. Battle is turning in our favor. Phá rồi. Lã sâu vào trong này. Nó chắc cỡ. Bắn phía ngoài nó chết con mình.
As you command. Thằng nào xâm được vào tường giáo của anh? Đông không có nghĩa là mạnh. À, kỵ binh đâu? Tướng chết à? Chỉ số tấn công cận chiến của bọn này nó cao như này làm sao mà nó áp được? Tarantine Cavalry chết như dạ. Husky Mister à? Không phải Tarantine này. Tarantine này còn chẳng sợ nữa là mấy cái con ngựa thủ. Đây rồi. Binh quý tộc của La Mã ai rồi. Xong chưa? Cốc bọn này cho anh. Ui, cái thằng gì kia giết hơn 1000 thằng cả. Vãi đấy. Giết hơn 1000 thằng, sợ thật. Nó xuyên chết hơn 1000 thằng. Tất nhiên chúng ta sẽ bắt nó làm chư hầu. Chiếm làm cái gì? Rồi. Ready for battle. March. Gathering supplies. I give you greeting and my attention for the next few minutes. Make your case, but without a lawyer's mặt nó cho nó tươi tỉnh lên. This is not greetings in the name of Hermes. Speak. Bạn cố gắng để cái mặt của nó ít nhất là màu vàng này. Gods of Olympus, hear me. Greetings. We are civilized folk, so you may speak as you. Your mọi chuyện vẫn êm xuôi lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đề nghị để tấn công vào thằng này. Speak, and this humble servant of great Pharaoh will listen. If I can, I will chúng ta không thể tuyên chiến được, tuyên chiến chúng ta sẽ nguy cơ lôi cả đám chúng nó vào cuộc nguy hiểm lắm. Đấy, thằng nó đồng minh với rất nhiều. The blessing of the Olympians upon you. Mình rất cần phải đánh nhau với thằng này. What then do your noble people desire of us? 10,000 vẫn chưa xuôi được cụ này à? Ôi, bọn này ăn cướp à? I greet you in my master's feared name. Speak in honesty. Cách nào này? Chúng ta tấn công được. Tiền đập vào mồm là chúng ta như thế. À đây rồi. Rồi. Ai giời, 2000 hay ít à? 2000 hay ít thì à? Cho 3000 làm gì? Cho hẳn 3000 luôn này. Rồi, ok. We had heard of your great wisdom. And with this generous offering, chúng ta tuyên chiến là chúng ta sẽ lôi cả mấy thằng đệ vào cùng luôn. Tấn công. For Rome. À nhầm, không có pasta chứ. Không có quân à? Mày chết luôn. Kiểm soát toàn bộ vùng tiểu Á này á.
một trận. Xe bắn đá này cũng cần nhiều xe bắn đá nên nó xây lắm cũng chỉ xe bắn đá thế. Rồi, hạm đội của mình sẽ tấn công ở đây à? Rồi, có quân cán mẹ gì đâu. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Xây công trình khác được rồi. Bởi vì là vùng này ổn rồi. Tấn công luôn vào đây nhỉ? Ừ, đúng rồi. Quá nhanh. Nó không kịp trở tay rồi. Mất toàn bộ lãnh thổ phương Bắc rồi. Mình đảo có một vòng mà đi hết cả được khu này cơ. Đúng cái bỏ sắt thì cái thằng Seleucid nó quản lý mất. Nhọ vãi. Rồi cứ từ từ. Đâu sẽ có đó. Điểm trung thành chắc là tăng A đấy. Bởi vì là thắng trận liên tiếp này cơ mà. 4 điểm thắng trận. 8 điểm mà. Bọn này nó thắng trận nhiều này. Bây giờ mới là căng. Thằng này làm đệ của anh. I am here then. Speak your words. Anh sẽ chiến tranh giúp tất cả đám này, giúp anh. Profit in them. Không chịu à? Sẽ có một cuộc chiến sang thẳng đất của thằng này luôn. Mình sẽ kiểm soát luôn cái vùng này nhỉ. That's it. Cuộc chiến diễn ra quá nhanh. Nếu mình duy trì thêm một quân đoàn ở phía Bắc thì trong trường hợp chiến tranh xảy ra cũng càng không muốn, mình chưa muốn chiến tranh nhiều đấy. Hai thằng đệ của mình là thằng Ai Cập và tất cả cái bọn Seleucid và mấy cái thằng mình vừa bắt thành chư hầu nó đều là kẻ thù của nhau. À đây rồi, hai thằng này bỏ kẻ thù. Hai thằng đầu tiên bỏ. Chúng ta có thêm một quân đoàn nữa. Chiến trường phương Bắc sẵn sàng. Mình sắp có giáp vàng rồi. Oh, bao giờ mới có ngựa đây? Quân đoàn này thiếu mất con ngựa. Còn một con ngựa nữa. Thật khó để bắt thằng Ai Cập với thằng Thassia, thằng Seleucid nó hòa bình với nhau bởi vì hai cái thằng đấy vừa vào game chúng nó đã ghét nhau như chó rồi. Không thể nào mà bảo ban chúng nó được. Đó là một cái vấn đề quá khó luôn. Đánh chịu thôi, biết làm nào. Rồi, loạn đủ cần thiết.
rồi. Đang tính xem tiếp theo mình sẽ làm gì đấy. Mình còn phải đang tính tiếp theo mình sẽ làm gì. Ơi. I am here to listen if you speak honestly. Truth will be. Nhăn nhó thế. Be welcome. But may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our. I can settle on the. I am here to listen if you speak honestly. Truth will be your sharpest weapon. Chưa chịu à? Mình phải duy trì điểm ngoại giao mọi người. Thằng này. Bắt lốt thằng đấy làm đệ nhỉ? Cho nó đủ đội hình. Thằng này nữa. Ái chà. Đánh kiểu vậy thì cuộc chiến sang khu vực bên này không nhạt nhòa thế nào đâu. Công nghiệp thu nhập từ thương mại. Tiếc là mình vùng này nó cũng chả thương mại gì. Hi. Quân của mình. Đánh trận thì các bạn đánh càng nhanh càng tốt giúp mình. Đừng câu giờ mất thời gian. Cộng 3. Để cho nó đừng đổi loạn vội đã. Hạm đội nó khỏe rồi đúng không? Hạm đội này chờ nó hồi quân đấy nhỉ. Chui ra ngoài có hồi được không? Ra đây. Chuẩn bị có trận chiến ở đây tiếp. Hegamon. Ái già. Krum ra khá mạnh. Một lần chính trị tuyệt vời. Nhưng mà các phe phái đều khá là cân bằng. Rồi mình đóng một cái hạm đội ở Alexandria này thì mình có thể đảm bảo an ninh khu vực này. Nhưng mà để mà chắc nhất thì vẫn cần có một quân đoàn ở Alexandria. Nhất là vùng Ai Cập này. Có điều là mình không có nhiều quân thế. Có điều là mình không có nhiều quân được như vậy. Tăng tiếp điểm trung thành. Hero lên cấp à? Nhánh quân sự hình như là mình nghiên cứu xong hết rồi. Tốt rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang nghiên cứu nhánh dân sự và nâng cấp ở nhà cửa đầu tiên đã. Kinh tế của chúng ta bây giờ là khá mạnh. Nên là chắc là không ngại lắm. Ồ, chúng ta sắp có một trận đánh liên hợp ở đây rồi. Từ đấy nhá. Advance has been halted. Ready for orders. March. À, lên kiếm vàng giáp vàng rồi, hay quá. At once. At your command. Quân đoàn này cũng thế, lùi lại tí. Advance. Tốt rồi. March. Fleet reporting. Nếu mình không nhầm thì thằng này nó không đồng minh đồng khói với ai. Chiến tranh với thằng thôi. Thông qua thằng này tí đi. Athena give you wisdom, so that you may speak well and persuade me of your cause. Be welcome. Cần quay thì thằng này nó không đồng minh với ai. Đập luôn. Với việc tỷ lệ như thế này thì nó sống làm sao được.
Lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã vừa thành lập xong một chính phủ mới. Chính phủ được Liên Hợp Quốc bảo trợ. We are not known as patient people. Therefore, welcome. Speak to the point. This is not I give you greeting and my attention for the next few minutes. Mà cái thằng này nó cũng có vẻ không ưa ai lắm. Speak and try to do it well. You don't have a I will listen carefully to your words and then give judgment. Nó cũng thuộc fashion được nhóm hiện this is not 32 a sweet wine. Chuyện thua. Greetings. Ném bao tiền vào mặt well, do not stand there mute as the I must serve my people and be welcome and may Hermes bless your words with appropriate speed. I must serve my people and accept these terms. À, nó chỉ đến một cái mức nào đó thôi, mình có lém nó phải đợi lượt sau. Rồi, quân đoàn của mình lên kiếm vàng giáp vàng rồi. Cái gì giáp 140 à? 144. Chưa mạnh bằng bọn này đâu. Mình nghĩ là quân đoàn của thằng này mới là mạnh nhất này. Xem nào. Giáp 154, phòng thủ cận chiến 140. Đánh đến sang 5 không chết. Apollo này. Có thể lập một tướng của phe khác nữa này. Cho nó ít quân nữa. Cho xuống Alexandria phòng thủ. Mọi thứ đang êm, không được gì về điều chỉnh. À, hay quá. Vừa đúng lúc đẹp. Cho mình xin con ngựa nào. Quân đoàn này đóng vào đây cho anh. Đề phòng khu vực đấy có chẳng may có biến thì sao. Cái vùng này chưa nổi loạn đây này. Nó còn tăng trị an nữa đâu. Quân đoàn này nữa. Búp lên. Rồi cho nó nổi loạn nữa. Bây giờ mà tập trung quân đánh vào thằng Macedonia, à, Armenia kiểm soát thì chắc mình chỉ mất đến không quá một lượt để xử lý gọn thằng này. Thằng này bây giờ welcome. The day is already old and there is much to do. So if you have words, speak them. Thôi hòa bình thôi. Đánh nó đến đây thôi. Đánh nữa làm cái gì? 2000 à? Cho mày 2000. You have spoken with clarity of thought and a rhetorical flurry. I am here to listen if you speak honestly.
Truth will be your sharpest weapon. Bọn này cho nó lo tiền này. I will listen. I cannot say for how long, for matters of state and a splendid bowl of olives. I accept and gladly. Vì chứ tiền này anh không thiếu. Bây giờ chưa được, hai quân đoàn này vừa hết lượt đánh rồi. Để lượt sau. Qua lượt đã. Hai hạm đội kéo sang bên này. Hay quá nhỉ, hai thằng này bỏ chiến tranh với nhau rồi. Tốt 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 tốt. Mày quá. Ôi thằng Ai Cập chiếm được một vùng này, sau đó bỏ chiến tranh. Công thằng này bắt thằng này làm đệ à? Nghe có vẻ cũng được nhỉ. Hạm đội này thì hơi xa. Hôm nay đi đâu xa? We hunger for battle. Thế đã giải quyết dứt điểm từ thằng một. Mấy thằng thuộc văn hóa Hellenic này. I will listen carefully to your words and then give judgment. So, greetings, and now I can agree to this, although I do think the wine. Cứ phải để cái mặt của chúng nó thân thiện một tí á. Tiền nhanh không thiếu mà. Chủ thành tăng lên vũ chỉ luôn. À, mình xem nó hỗ trợ rồi. Cái vùng này bây giờ lại không được hỗ trợ, chuyển xuống vùng này dưới này à? Cái mức độ ảnh hưởng thì bây giờ nó thay đổi đến sạch sạch. Thế là được cái gì? Thế là được cái gì? Các bạn thấy không? Mình vẫn đang duy trì một cái lực lượng quân sự khá là đông đảo ở khu vực phía Bắc. Nên là trong trường hợp chiến tranh xảy ra là mình hoàn toàn có khả năng phòng thủ được. Tuy không phải là những quân đoàn full nhưng với lực lượng đó thì hoàn toàn có thể chống đỡ được. Trước khi các quân đoàn chủ lực đã tiến tới. Your potions and charms had novelty. Thằng khỉ này lại bỏ chơi mình à? Trừ 20% được cướp biển. Biển. Đây.
tăng đam cho tầm xa và ready for orders. Đợt sau nữa là mình sẽ phải nâng cấp nhà cửa hơi bị nhiều ấy. Kỹ thuật cướp bóc mà nó vẫn tăng trị an là thế nào? Đang nó nổi loạn đây, nó lại tăng trị an thế này thì... Ấy dồi ôi, ở đây tận những mấy quân đoàn đây? 1, 2... At your command. We hunger for battle. Ready for orders. 144, 37. 142, 7. Sao thằng này giáp trâu thế? Ready for orders. We hunger for battle. Nó được 2 cái skill bố tướng luôn. Đây à? Bắt tạm này làm đệ à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.